Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Nói trước nhá, video hôm nay là một cái video rất khác biệt với những video làm về chủ đề nên làm gì khi mua MacBook lần đầu tiên mà bạn đã từng xem trước đó. Video này tổng hợp những điều mà mình nghĩ rằng nó thực sự cần thiết mà bạn thực sự nên làm khi mới tiếp xúc với MacBook lần đầu. Mình nghĩ rằng nó sẽ không chỉ giúp bạn có thể trả lời được những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải ở thời điểm hiện tại mà còn có thể hữu ích trong tương lai nữa đấy. Một, thật lưu ý khi setup lần đầu tiên. Ở cái video gần đây nhất, mình đã hướng dẫn cho mọi người cách đổi tên để có thể dễ dàng nhận diện chính chủ trong MacBook. Bạn muốn để tên Bluetooth, tên Wi-Fi, đặt mật khẩu, mọi thứ là gì cũng được. Tuy nhiên, có một cái lưu ý cực kỳ quan trọng khi mà bạn lần đầu tiên mở máy Mac của mình lên và set up nó, đó chính là cái account name nhé. Bạn hãy nhớ đặt nó bằng một cái tên mà bạn thực sự yêu thích, bởi vì cái tên này cực kỳ khó đổi về sau. Và bên cạnh đó, nó còn kéo theo rất là nhiều những cái hệ lụy khác nữa. Và có thể nói rằng nó chính là một cái điểm trừ mình cực kỳ ghét trên Mac OS. Và cụ thể là hệ lụy của nó là gì này, việc đổi nó khó ra làm sao thì ở video trước đó mình đã đề cập đến rồi. Và nếu như bạn không tin cái lời khuyên này của mình ấy, thì mình hy vọng rằng bạn sẽ không hối hận trong tương lai. 2. Bảo vệ máy của bạn. Với người mới sử dụng MacBook, có lẽ sẽ rén tay hơn khi mà cài đặt phần mềm, khi mở máy hoặc thậm chí là khi cắm sạc cũng phải lo sợ cơ. Việc mà bạn search Google và thấy rất nhiều cảnh báo, những cái đồn đoán về hỏng pin, các thứ, nó giống như là kiểu chúng ta bị đau bụng ấy, xong rồi các bạn search Google ra toàn bệnh nghiêm trọng như kiểu sắp chết đến nơi ấy. Trong thực tế thì với những cái chiếc MacBook đời mới như thế này, bạn cũng không cần phải quá lo lắng đâu, vì bản thân chiếc máy này nó đã có cái khả năng tối ưu hóa cái viên pin của mình rồi. Và bên cạnh đó thì viên pin nào cũng sẽ có cái chu kỳ sạc nhất định, và bạn hãy cứ sử dụng nó đi. Và cái cách bảo quản ấy thì hãy bảo quản nó như tất cả những cái đồ điện tử sử dụng pin mà bạn thường dùng. Còn về việc bảo quản chiếc máy này như thế nào ở ngoại hình bên ngoài thì bạn hãy cứ bảo quản nó và chăm sóc nó như cách mà bạn đối xử với một cái công cụ kiếm tiền đắt tiền khác, như là những cái chiếc laptop bình thường. Thế là ok rồi. 3. Bật những thứ cần bật. Setup máy Mac mới có vẻ như là không phải là điều gì khó khăn cả. Khi mà bạn vừa đập hộp mở máy lên, chỉ cần làm theo lần lượt những cái hướng dẫn của Apple, thế là bạn đã có thể cài đặt hoàn chỉnh cái máy của mình. Ví dụ như là đặt mật khẩu này, hay là nhập iCloud các thứ vân vân. Rất là dễ mà đúng không? Có một số lưu ý dành cho những bạn mới sử dụng là trên hệ điều hành của Mac OS, chúng ta đã có sẵn một số cài đặt bảo mật rồi. Và bên cạnh đó thì việc bạn có thể tải những cái ứng dụng đến từ App Store, thì bạn có thể tải những cái ứng dụng chính thống này, cài đặt nó dễ dàng và vô cùng an toàn, không phải lo sợ gì cả. Tuy nhiên, để tăng thêm cái độ bảo mật cho chiếc máy của mình, bạn hãy thử bật 6 cái tùy chọn mà mình gợi ý ở đây nhé. 1. Khóa máy và màn hình khóa. 2. Cho phép tải ứng dụng ngoài. 3. File Vault. 4. File Word. 5. File My Mac. 6. Tải file dành riêng cho Safari. Bên cạnh việc bật những tính năng hữu ích, chúng ta còn có 7 thứ mà bạn có thể tắt nếu không sử dụng đến. Việc tắt 7 thứ này không chỉ giúp bạn có thể tối ưu hóa MacBook của mình, tối ưu viên pin của mình, và thậm chí nó sẽ còn giúp bạn có thể cài đặt được những phần mềm bên ngoài mà bạn yêu thích nữa. Những thứ có thể tắt này bao gồm: 1. Tự update cập nhật hệ điều hành. 2. Zip và Gatekeeper. 3. Login Items. 4. Location. 5. System Service. 6. Mac Analytics. 7. Tắt thông báo. 5. Đừng lãng phí tiền vào những thứ không cần thiết. Cái MacBook 20 mấy, 30 triệu quả thực là không phải một cái giá rẻ để sở hữu. Vậy nên việc mua nó thôi cũng là một khoản đáng cân nhắc rồi. Và nếu như bạn dễ dàng bị cuốn theo những cái phụ kiện bling bling như kiểu là suốt ngày đổi ốp iPhone ấy, mà bạn hay cho cái này suốt à, nó cực kỳ tốn kém luôn. Và bên cạnh đó, những cái món phụ kiện không quá thực sự cần thiết đôi khi nó còn kéo theo những cái ảnh hưởng xấu đến chiếc máy của bạn. Chính vì vậy, nếu bạn muốn bỏ tiền mua một cái món phụ kiện gì đó, đừng quên xem thật nhiều những cái lời khuyên, những cái lưu ý từ người dùng trước đó để tránh lãng phí nhé. Ngoài các hướng dẫn cơ bản để có thể set up máy Mac, mình nghĩ rằng đây là 5 điều cần thiết mà bạn nên làm ngay để có một chiếc máy hoàn chỉnh và tối ưu để có thể sử dụng. Nhưng đây chưa phải là tất cả những gì mà bạn cần biết. Sẽ có nhiều thứ cần làm quen hơn nữa để có thể sử dụng Mac OS tiện lợi hơn, sử dụng hệ sinh thái của Apple tối ưu hơn. Xem tất cả những video mà mình gợi ý ở bên dưới phần mô tả nhé. Đừng quên like, subscribe đấy.